Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta lại có rất nhiều xe ở đây nè các bạn ơi. Đây là một chiếc xe đầu kéo màu hồng nè. Và bên đây mình có rất là nhiều xe luôn. Đây, có cả máy xúc và xe trộn bê tông kìa. Bây giờ mình sẽ cho cái xe đầu kéo này lùi lại và lấy cái rơ móc này đi nha. Hôm nay mình sẽ dùng xe đầu kéo này để đi lấy thực phẩm nha các bạn nha. Ơi, wow, phía trước của mình là cái xe kìa, phải lùi lại thôi. Đây rồi, cái rơ móc của mình đây rồi các bạn ơi. Đó, mình sẽ lui lại nào. Rồi, mình kết nối rơ móc thành công rồi, mình đi thôi. Ê, ê, coi chừng tung. Xém nữa là tung rồi. Đây là xe chở thực phẩm nè các bạn ơi. Đây là xe chở thức ăn nha. Có cả xúc xích pizza, rất là nhiều đồ ăn ở đây luôn. Và hôm nay mình sẽ dùng xe này để đi lấy thực phẩm nha. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng qua bên đây. Đó. Và mình sẽ quẹo qua nhà kho này để mình lấy thực phẩm cho các bạn nha. À, phía trước của mình là cái gì kia? Wow, các bạn ơi, phía trước của mình là cây cầu tuột kìa. Ok, mình sẽ leo lên cây cầu tuột này coi có leo lên được không nha. Wow, xe, wow các bạn ơi, xe đầu kéo của mình mạnh quá. Ê, ê, các bạn ơi, chết rồi. Oh my god, hên quá các bạn ơi, nó bị rơi xuống rồi nhưng không sao, vẫn còn chạy được. À, mình tiếp tục đi lấy thực phẩm thôi. Đây các bạn ơi, mình sẽ quẹo qua đường bên đây và mình sẽ đi lấy thực phẩm để và để đi bán nha. Mình sẽ mang thực phẩm ra siêu thị mình bán hàng thôi. Đây rồi, mình tới đường đi này rồi. Ấy, coi chừng tung trúng cái xe này đó. Ấy, trời ơi, tung trúng cái đít của nó rồi các bạn ơi. Cố lên. Ấy, 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 rồi các bạn ơi, chỗ này nhiều xe vậy. Wow, mình tung trúng một chiếc xe rồi, bây giờ phải quẹo qua thôi. Đó, cái bánh này quẹo qua, rồi, được rồi. Coi chừng tung trúng nha. Ơi, rồi, đi tiếp đi. Ơi, bị kẹt rồi các bạn ơi. Cái xe này nó không có nhường mình luôn. À, từ từ nhường mình đi tí đi rồi qua được rồi. Ê, cái chung tung giống người đi đường rồi, bây giờ phải vượt qua cái gờ này đó. Đây là xe chở thực phẩm nha, mình sẽ tới công ty thực phẩm nên lấy thực phẩm thôi. Công ty thực phẩm của mình ở phía trước đó các bạn ơi, phải chạy đi lấy kịp thực phẩm thôi. Coi chừng lại tung vô cái xe này đó. Quẹo qua bác tài ơi, quẹo qua, quẹo qua rồi. Các bạn thấy tay lái của mình có lụa không? Đây là xe container chở thực phẩm nha. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo qua bên đây để lấy thực phẩm nào. Sắp tới nơi rồi đó các bạn ơi. Đây, phía trước của mình kìa các bạn ơi. Đó, các bạn thấy tòa nhà màu đen đó chưa? Đây là nơi để mình lấy thực phẩm đó. Ồ, các bạn nghe tiếng gì không? Ồ, cái tiếng gì vậy các bạn ơi? Tiếng gì vậy? Ê. Ô, các bạn ơi, ở đây là những ngôi mộ kìa. Chết rồi, đây là một ngôi. Trời ơi, có một con ma nó bay trên kia kìa. Đây là một cái lâu đài ma các bạn ơi, chứ không phải là nhà thực phẩm. Chết rồi, mình đi lộn rồi. Oh my god, các bạn thấy con ma đang bay trên bầu trời không? Đó. Kìa, wow, cái tiếng của nó rất là ghê luôn. Đây là lâu đài ma thôi, mình phải chạy thoát khỏi đây thôi. Mình phải ra khỏi đây thôi. Wow, các bạn nhìn thấy ngôi mộ nè, ghê quá đi. Chạy thôi các bạn ơi. Chạy thôi, chạy thôi, ghê quá. Đâu mình không chạy là con ma nó sẽ ăn thịt mình đó. Ờ, đây rồi, đây mới là công ty thực phẩm nè các bạn ơi. Mình tới nơi rồi nha. Mình wow, nhưng mà công ty thực phẩm đóng cửa rồi nên thôi mình sẽ chạy lên con dốc này. Mình sẽ chạy lên con dốc này thôi các bạn ơi. Lên nào, cố lên, cố lên. Wow, xe container của mình rất là mạnh luôn. Chạy lên được con dốc này các bạn ơi. Cố lên nào. Ôi, chết rồi các bạn ơi. Bị lọt xuống rồi. Oh my god, rồi xe container của mình bị lật rồi. Vậy là xe container của mình bị hư hại rồi các bạn ơi, mình phải về mình đổi xe khác thôi. Đây các bạn ơi, thì mình có một chiếc xe này thêm máy cày ở cái bên nè. Đây à, mình phải nhờ tí xe máy cày này đi lấy thực phẩm phẩm thôi. Đây nè các bạn, đó rồi, mình đã leo lên được xe máy cày rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy thực phẩm thôi các bạn ơi. Đây, trước khi đi lấy thực phẩm thì mình phải lấy một cái dụng cụ đồ nghề của mình đi nữa. Mình sẽ quay lùi lại các bạn ơi. Đây mình lùi lại cái rơ móc này rồi, mình kết nối với rơ móc nào. Thấy chưa được, chưa được, hụt rồi, hụt rồi, tiến tới chút xíu rồi, lùi lại thôi, lùi lại nào. Đấy, giờ là thật được rồi nào các bạn ơi. Rồi lùi lại rồi, kết nối với rơ móc rồi, đi thôi. Ấy, chưa được rồi, dính rồi, đi thôi. Bây giờ mình sẽ tới công ty thực phẩm đó mình lấy lại thôi các bạn ơi. Đây rồi, đi đường này cho nó nhanh, vòng xuống đây luôn. Đây các bạn biết đây là cái gì không? Đây là cái hộp để mình đựng thức ăn đó. Đây mình sẽ đi đường tắt này cho nhanh nha. Đấy, đi đường này qua là mình tới nơi luôn rồi. Ơi, coi chừng tung trúng người đi đường nha. Quẹo qua đây. Đó, mình quẹo qua đường này các bạn ơi.
Wow, đồng lúa rất là đẹp luôn. Phía trước của chúng ta kìa, wow, phía trước của chúng ta là có những cái cánh quạt đang quay kìa. Không biết cánh quạt này là gì đây, hình như đúng rồi, đây là chỗ để mình lấy thực phẩm đó. Mình quẹo qua đây mình lấy, các bạn thích ăn xúc xích không? Mình lấy xúc xích cho các bạn ăn nha. Rồi, quẹo qua đây các bạn ơi, sắp tới nơi rồi, đó, cánh quạt của chúng ta kìa. Rồi, đi xuống dưới đây là mình lấy thực phẩm nha. Đó, các bạn thấy hành lang kìa, rồi mình chạy qua đây, mình đi xuống đây thôi. Ô, cái này là cái gì, không phải thực phẩm. Oh my god các bạn ơi, mình lộn rồi, mình chìm xuống dưới nước rồi các bạn ơi. Xe của mình rớt xuống nước rồi kìa đó. Trời ơi các bạn ơi. Trời ơi, rớt xuống nước rồi. Bây giờ mình phải về mình lấy xe khác đi thôi. Ơi, trời ơi các bạn ơi, phải đi xe này thôi các bạn ơi. Đây, phải lấy xe này để mình rơ mình vớt xe đó lên thôi các bạn ơi. Đây là xe máy xúc của mình à. Đấy, mình mở cái cửa này cho các bạn coi rất là thoáng nè, đó. À, bác tài xế ở trong cái cabin của mình đó. Bây giờ thôi mình không lấy thực phẩm ở đâu, mình đi qua mình giải cứu xe container thôi các bạn ơi. Mình phải lấy xe container đi mới được. Cái xe, những xe này đi không có lấy thực phẩm được. Wow, cái bánh xe này bị hư rồi các bạn ơi. Chết rồi, cái bánh xe này bị hư rồi kìa. Đó, nó bị hư rồi nè. Wow, nó nhảy lên nhảy xuống kìa. Không được rồi, không được rồi. Bánh xe hư vậy làm sao mà giải cứu được xe container đây. Ghê quá các bạn ơi, thôi bây giờ mình sẽ cố gắng thôi. Để mình chạy qua mình thử giải cứu có được không nha. Nếu không được thì mình sẽ vô gara xe để mình mua máy bay để đi giải cứu thôi các bạn ơi. Phải cần tới máy bay thôi. Đây, mình tới mình giải cứu thôi. Chuẩn bị nào, 1, 2, 3, giải cứu. Ô, cố lên, được rồi, thành công rồi. Rồi, rồi, rồi à, cứ giữ nguyên hiện trường này các bạn ơi, giữ nguyên hiện trường này đi. Chứ mình mà lùi lại là xe container sẽ bị lật xuống lại. Phải cố lên, giữ này ha. Rồi, và mình lấy xe khác rồi. Đây, một chiếc xe tăng. À, lấy chiếc xe tăng này đi qua giải cứu tiếp theo thôi. Cố lên xe tăng ơi. À, xe tăng có cái nòng súng quay tới quay lui nè. Wow, mở cái thùng ra luôn các bạn ơi. Đừng có chống với xe tăng nha. Tung đó, tung đó. À, phải nhường đường cho xe tăng đi. À, đóng cái nắp lại. À, chỉnh thẳng hàng lại súng nè các bạn ơi. Súng rất là to luôn. Vậy chưa rồi. Bây giờ sẽ giữ cái xe container này chỗ này luôn. Chuẩn bị nào. Ông rồi, giải cứu thành công rồi các bạn ơi. Rồi. Rồi, ê ê, qua một cái là xe container sẽ bị lật đó rồi. Bây giờ mình sẽ leo ra ngoài để mình giải cứu xe container thôi. Đi thôi, được rồi. Ấy, đó, xe container đã được giải cứu rồi. Vậy là không cần tới máy bay đâu các bạn ơi. Rồi, mình leo lên xe container thôi. Rồi, giờ đi thôi các bạn ơi. Wow, được rồi nè. Hôm nay nhiệm vụ giải cứu xe container đã thành công rồi các bạn ơi. Cảm ơn bác xe máy xúc và xe tăng nha. À, bây giờ mình về mình đổi xe khác thôi. Đây, đây lại thêm một chiếc xe tăng nữa các bạn ơi. Đó, xe tăng này như cái súng lên được luôn, quay tới quay lui được luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng xe tăng này để mình đi ra ngoài đường nữa các bạn ơi. Đi ra ngoài đường, ý, sao lại đi vô đường lúa rồi. Đi ra ngoài đường đây để mình coi coi có các xe nào mà đi vi phạm luật lệ giao thông không. Mình sẽ xe tăng này khó điều khiển quá, về lấy xe tăng khác. Đấy, xe tăng này dễ đi hơn. Xe tăng này xe tăng radar nha. À, xe tăng radar và bên phía này của mình còn rất là nhiều xe nè. Mình sẽ cho các bạn coi các xe. Wow, mấy xe trộn bê tông rất là nhiều, xe rác của mình rất là nhiều ở đây luôn. Và đây mình có một chiếc xe máy xúc nữa, để mình xuống mình lái thử chiếc máy xúc này coi. Đây, lên xe. Cái đồ xúc quay tới quay lui được nè. Wow, mình có hai chiếc xe máy xúc luôn. Rồi, đi nào. Thôi, lùi lại đi, lùi lại đi. Ê, xe máy xúc này đứng vướng quá. Xử lý xe máy xúc này luôn. Múc xe máy xúc này lên luôn, lùi lại, hút lên. À, rồi, ra được rồi. Cố lên, cố lên. Rồi, đi thôi. Bị vướng rồi các bạn ơi. Rồi, đi thôi. Cái xe máy xúc kia nó cản cái bánh của mình lại rồi. Không sao, đi được rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Máy xúc của mình rất là to luôn. Để mình thử sức mạnh của máy xúc này nha. Đó, mình sẽ thử với xe tăng luôn. Rồi, xe tăng nào. Tung xe tăng nào, múc xe tăng nào. Đó, múc xe tăng nào, múc xe tăng nào. Wow, các bạn ơi, xe máy xúc này yếu quá. Ok, thôi hôm nay là mình giải cứu được thành công xe container rồi. Nhưng mà mình không lấy được hàng hóa gì hết. Vì hôm nay mình đi lộn vô căn nhà ma các bạn ơi. Mình sợ ma lắm bây giờ thôi.
Bye bye các bạn nha, kết thúc video nha. Các bạn nhớ đón xem video của mình ngày mai nha. Nhớ đọc kinh cầu nguyện với Chúa Giêsu và mẹ Maria nha các bạn nha. Đây, Chúa Giêsu nè và Chúa mẹ Maria nha. Nhớ ngoan ngoãn vâng lời ông bà cha mẹ nha. Không có khóc nhè nha. Ăn cơm xong mới được xem video của mình nha. Và nhớ học hành xong ngoan ngoãn vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô nha. Không có nói dối ăn cắp nha. Phải sống khiêm nhường đạo đức thánh thiện nè. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.